dạ mình là đạt nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn và tất cả các anh chị em đến với kênh đạt nguyễn cnc đạt nguyễn xin chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng gặp nhiều may mắn hôm nay đạt nguyễn chia sẻ cho những người anh chị em cô bác nào qua mỹ mà muốn mua nhà liền thì đó là những người đã có tiền ở việt nam các anh chị mà qua diện bảo lãnh đi anh chị em bảo lãnh thì chắc cũng là ba mấy bốn chục và có con có cái À, và những à, anh chị đã có tiền sẵn à, không muốn mướn nhà mà muốn mua một căn nhà để ở thì à, Việt Nam mình à, thích à, mua nhà trước các bạn rồi à, tính sau tại có câu là an cư lạc nghiệp cho nên à, người nào cũng muốn mua nhà hết á à, mướn nhà thì mình kể sơ sơ cho tất cả các bạn biết là mướn nhà ở Mỹ này nó phức tạp lắm dọn tới dọn lui à, nếu mà mình trong cái thế mướn thì mình phải mướn thôi các bạn phải à, mướn một căn nhà ở một năm ba tháng không thích rồi phải dọn qua một căn khác thì các bạn phải tự dọn nếu mà các bạn mà mướn người tới dọn á, thì á, là khoảng hai đô các bạn nó mất tiền lắm chứ không có rẻ đâu à, mình dọn thì mình ở đây nó có một cái loại xe là gọi là du hô à, trên toàn nước mỹ luôn à, mình phải biết chạy thí dụ nhà bạn là hai phòng ba phòng thì mình mướn xe loại to loại nhỏ khác nhau rồi mình tự mình chất đồ lên rồi mình chạy đến cái nhà khác rồi mình bỏ đồ xuống cái đó là mình tự làm hết thì nó rất là vất vả tại vì mình thấy ở Mỹ này nó nhiều người mướn lắm rồi rồi dọn vòng 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 đó các bạn à, Việt Nam mình thì không thích cái chuyện đó thích đó mua được căn nhà luôn à, nhà lớn nhà nhỏ thì cái chuyện đó thì ăn thua cái tiền của mình thôi thì à, qua đây á, mua mua nhà như thế nào thì trước tiên các bạn phải là mướn nhà rồi chứ còn mua nhà rồi. tại vì mình qua đây mình không có biết ớt giáp gì hết Ở cái đất lạ quê người này các bạn phải ở mướn hay ở nhà người thân một thời gian Thì mình thấy cũng có nhiều gia đình đó các bạn gửi tiền qua đây cho gia đình bên đây mua sẵn một căn nhà Rồi qua đây mà ở thôi thì nó có cái lợi và cái hại À, bây giờ mình chia sẻ những cái các bạn gửi tiền qua cho người thân mua nhà cho các bạn à, mình thấy nhiều gia đình nó cũng gửi qua đây mua rồi qua đây ở thì cái gia đình của bạn ở bên đây bảo lãnh bạn qua thì người ta thích ở cái thành phố này hay thành phố đó thì người ta mua những cái vùng lân cận đó thôi chứ đâu người ta có mua xa xôi đâu thì qua thì bạn ở đây bạn đâu có biết gì đâu thì một thời gian các bạn À, không bao lâu đâu khi mà bạn biết lái xe rồi bạn nói ờ cái thành phố này á, tôi không thích hay thành phố này không có thích hợp để cho con cái tôi đi học à, thì các bạn lại muốn chuyển đi thành phố khác nhưng mà nhà đã mua rồi thì có bán cái nhà nó cũng có nó rất là vất vả chứ không phải là, là dễ các bạn giấy tờ tùm lum hết nếu mà bạn bán một căn nhà đó bạn bạn mất cái tiền mà cho cái người đại diện bạn bán là mấy chục ngàn rồi á khoảng là 18 20 ngàn nếu mà cái nhà đó khoảng 3 400 ngàn đó nó lấy theo phần trăm đó các bạn thì cái trường hợp đó mình có thấy nhưng mà mình khuyên là không nên không nên mua nhà trước bạn không biết bên đây đâu nó ra sao đâu à, nhiều khi bạn qua đây chưa chắc bạn thích ở tiểu bang A hay tiểu bang B bạn thích đi tiểu bang C thì sao à, mình khuyên là qua đây ở một thời gian mướn nhà thuê nhà gì không cần biết À, sau đó thì bạn thích một cái chỗ nào đó thì bạn nên mua à, thứ nhất á, nếu mà bạn có con thì nên mua những cái thành phố mà tốt thành phố tốt là nó đánh giá như thế nào thành phố tốt á, là thành phố, phố đó, đó nó an ninh nó không có ít ít có trộm cắp nó không có ít à, xảy ra tai nạn này tai nạn kia gọi là thành phố tốt và thành phố tốt nó đánh giá vô luôn á, là cái trường học đó tốt cái trường học nó tốt thì cái thành phố nó sẽ lên tốt thì nó liên hệ với nhau các bạn À, các bạn mà cho con vô học những cái vùng mà, cái thành phố mà nó không có tốt á, thì những cái khu đó đó, à, gọi là nhiều nhiều sắc tộc với nhau, à, con mình đi bị ăn hiếp mà con mình hiền quá đó, thì bị nó ăn hiếp hoài rồi cũng bỏ học, mà con mình nó, nó đứng lên nó đánh lại á, thì cũng bị đuổi học luôn, cho nên mình biết nhiều người qua đây á, cha mẹ mới qua đó thì cũng không có điều kiện gì ở những cái thành phố mà xấu xấu á con nó không có đi học được luôn các bạn lớn lên nó bằng tuổi mình luôn á là học không ra nổi lớp 12 luôn á bỏ học đó cho nên các bạn phải biết những cái chuyện đó qua đây đừng có thấy thành phố nào cũng là nào đi vô ở và mua nhà được hết phải cẩn thận quan sát à, bạn muốn thành phố đó tốt thành phố đó, đó nó xấu á mình dễ lắm à, bạn qua bạn muốn mua nhà thì bạn đã biết chạy xe rồi gì bạn gọi cái chỗ bán bảo hiểm của bạn á, bạn nói giờ tôi muốn mua cái à, cái xe mà bảo hiểm tôi ở ngay cái thành phố đó, đó thì bao nhiêu thì bảo hiểm nó sẽ báo cho bạn biết là tốt hay xấu, rồi còn tốt nữa đó là bạn đến cái chỗ cảnh sát của cái khu đó, đó giống như phường nghĩa bạn, à, bạn hỏi cái khu này tôi muốn mua nhà ở đây mà không biết cái cái khu này nó có an ninh hay không thì người ta sẽ báo cho bạn biết là có an ninh hay không à, như thế nào đó là cái cách hoặc như là bạn uh, mua nhà thì bạn hỏi cái người dẫn bạn đi, người ta sẽ nếu mà bạn không có biết tiếng Anh nhiều á, thì người ta sẽ cái người mua nhà giùm bạn á, người ta sẽ hỏi cho bạn tại vì người ta ăn tiền của bạn mà. À, khi mà bạn mua nhà thì người ta không ăn tiền của bạn, người ta ăn tiền của cái người bán nhà ha, là người ta làm việc cho bạn. Thì uh, nhờ anh nhờ chị uh, hỏi tôi cái thành phố này tôi thích nè, anh chị có thấy cái thành phố này tốt không, trường học có tốt không? cái cái trường học rất là quan trọng như các bạn các bạn không có con á, thì nó nó khác mà các bạn có con nó lại khác thì à, qua đây mua nhà như thế nào à, à ở tùy tiểu bang à, mình đang ở bang Minnesota thì à, mình so sánh á, giữa Cali, Texas bang Minnesota thì à, Cali là mắc nhất Cali bây giờ cái nhà sáu sáu cũng một triệu đô bạn ơi à, nếu bạn qua bên đó thì bạn phải có triệu đô bạn mới mua nổi căn nhà à, Texas thì, à, 200 trăm ngàn, tám, tùy theo nó cũng bạn cũng có nhà hết. Còn bang Minnesota hay bang Wisconsin, bang Iowa kế bên nha các bạn, thì uh, uh, Wisconsin với Iowa nhà nó thấp hơn ở Minnesota. thì uh, bạn mua căn nhà, nó có nhiều loại nhà lắm. cái nhà mà bạn bước vô giống như nhà Việt Nam á, là không có lầu đi, mình nói nhà không lầu đi, bước vô uh, hai phòng uh, ngủ, hay là ba phòng ngủ, hay là bốn phòng ngủ, một phòng khách. À, là một mỗi nó kêu là một level á, là một lầu á thì nó kêu là Rambler thì nhà Rambler á, thường á thì nó rẻ hơn nhà Two story tu story là nhà lầu giống việt nam nha bạn à, thì bước vô á là phòng khách thường tu story nó có hai phòng khách à, nhà bếp rồi một cái toilet rồi phải lên lầu thì ba phòng ngủ hay bốn phòng ngủ rồi toilet nhà tắm à, ở trên lầu luôn đó là nhà tu story thì dạng giống như nhà việt nam đó là nhà lầu á nhà tu á là bây giờ là nhà modern của thời bây giờ á thì nó mắc hơn nếu mà bạn mua một cái nhà tu uh, thì giá nó cũng khoảng là 400 ngàn á bạn mới mua được ở những tứ bang Minnesota nha các bạn uh, ở dưới Taxis uh, Texas cũng vậy nó cũng mắc lắm nhà tu sorry còn một nhà một tầng á, như Rambler á thì nó rẻ hơn còn một dạng nhà nữa thì dạng nhà chung cư chung cư là nó kêu là condo á giống ở Việt Nam mình những cái chung cư á thì nó rẻ hơn nhiều à, khoảng 200 trăm ngàn thì có một căn nhà à, ba phòng rất là đẹp đẽ thì à, bạn không có cần cắt cỏ xúc tiết gì hết tại bạn ở chung cư mà còn một loại nhà nữa gọi là nhà townhome hay là townhouse thì à, townhome hay townhouse thì nhà nó rẻ hơn các bạn À, nhưng mà gọi là nó nhà nó dính liền giống như nhà Việt Nam mình đó nhà này dính liền nhà kia à, cái đó là không có tiện cho những người nào mà có uh, con nhỏ hết á thường có con nhỏ thì nó hay giỡn hay nhảy thì nó sẽ làm phiền nhà kế bên cho nên á, các bạn mua thì các bạn cũng phải cần suy nghĩ là mình có con nhỏ hay không mình có làm ồn hay không nhất là mình thích hát karaoke thì mình sẽ rất làm ồn nhà bên cạnh thì người ta cứ phàn nàn riết là bạn ở cũng không nổi với lại cái những chỗ đậu xe nó không có được nhiều À, mình vẫn thấy người trẻ vẫn ở nhà thao hôm à, nhưng mà đa số đó là cho người già thì thao hôm á à, những căn mới bây giờ đó các bạn thì à, nó khoảng 300 400 ngàn thì à, bạn phải trả tiền à, gọi là tiền hoa đó association đó cho người ta cắt cỏ xúc tiết à, thì một tháng nó là một trăm mấy hai trăm tỷ theo cái khu nữa các bạn cái nhà cái nhà đó gọi là nhà thao hôm còn à, một cái nhà nữa là mobile bồ là nhà rẻ nhất các bạn à mobile home á, thì người ta cứ tưởng là, là kéo chiếc xe chạy mobile á là là giống như vậy đó. À, kéo chiếc xe đi nhưng mà không phải cái cái mobile home á là bạn nó xây lên cho bạn là một căn nhà luôn. Nhưng mà bạn phải mướn một miếng đất. Thì miếng đất đó là, là miếng đất nó dành cho người à, mướn à, đặt cái nhà mobile home lên. Thì ở uh, tiểu bang Minnesota này á nếu mà bạn mua một căn nhà mobile home á mà có đặt sẵn lên hết rồi đó mới tanh á là khoảng 80 đến 90.000 là mới tanh bự thùng thầm thình các bạn, 4 phòng ngủ luôn. À còn mà các bạn không có tiền á thì có thể mua được à, cỡ chừng 20.000 đô thôi là cũng có căn nhà đẹp đẹp rồi. À để mà ở. Nếu mà các bạn qua mà thấy à, không có thích đi mướn mà muốn mua một căn nhà đó thì nên mua căn nhà mobile home đó là mình khuyên các bạn á, à, mua chừng 20.000 ngàn, 30.000 ngàn như chiếc xe đó bạn ở À, mình nói giá như chiếc xe chứ nó không phải như chiếc xe giá cái nhà nó là y chang một cái nhà rất là đẹp Bạn hãy qua bạn tìm đi Thì uh, mướn đất á Đất thì không phải của mình cho nên mình phải trả tiền đất các bạn Thì uh, tiền đất thì khoảng uh, 300, 400 tùy theo khu thôi Có khu lên 600 nữa thì mình kiếm cái khu nào nó rẻ rẻ thì mình mua Mình ở một thời gian rồi cái mình uh, có tiền rồi đó Mình đi mua một căn nhà mình ở Đó là cái, cái cách uh, để cho các bạn qua đây mà biết để mà mua nhà thì đó là những gì hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn biết mới qua định cư nhà ở Mỹ nên mua loại nào loại nào nên mua lúc nào thành phố nào và ở đâu giá bao nhiêu đó thì các bạn cân nhắc và đây là cái cho các bạn tham khảo thôi thì mình xin tạm dừng video đây cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ đạt nguyễn cnc à, nhớ bấm like và subscribe cho đạt nguyễn cnc nha các bạn mình chúc tất cả các bạn lúc nào cũng thành công xin chào và tạm biệt bye bye